Vâng, em xin chào quý vị. Vâng. Hôm nay em tiến hành test cái con UN7 cho anh Hiếu ở Bến Tre của quý vị nhá. Vâng. Anh khách đây là Hiếu ở Bến Tre. Ở đây con UN7 đây. Đấy, con này thì giá của nó là 1.630.000 nhá. Thì là bên em hôm qua có quay lên này thì là anh đã lấy con này rồi. Đấy, thì bây giờ em sẽ bàn giao lại cho anh này. Đây nha, UN7 đây. Hàng về thì như anh thấy là ok nhá. Đấy. Đây. Bây giờ em đang kết nối cho anh là em kết nối đường quang này. Và em kết nối từ đường tap out này để em hướng dẫn cho anh nhé. Đây, em thi thoảng sẽ có cái clip mình hướng dẫn cho khách hàng để là khách hàng không bị bỡ ngỡ. Đây, khi chúng ta muốn đưa tín hiệu xuống âm đi này, chúng ta cắm đường quang vào đây. Đấy. Sau đó chúng ta out tín hiệu từ đường ra AV ở đường tap out đường thứ hai từ trên xuống, đưa tín hiệu vào trong âm đi như này. Đấy, thì là chúng ta sẽ thực hiện giải mã quang thành AV DAC đấy. Digital Analog Convert thì đây, Digital Analog Convert là đưa xuống dưới cái này đây thì nó gọi là DAX nhá. Đấy. Đấy thì đấy là cái giải mã. Đấy. Tức là nó sẽ đưa đường quang từ trên đây thành đường AV đưa xuống âm đi như này. Đấy, thì nó thành giải mã nhá. Thì em đang test cho anh ở đây là đầu tiên là em test cho anh ở đây là cái CD này. Đấy, như anh thấy là CD đang chạy này. Đúng không ạ? Nhà CD nhá. Đây. Đây này, anh nhìn nào. Đây nhá, CD đang chạy nhá. Cái này thì em cũng nói từ trước đấy rồi, bên em cũng có nói rất là rõ từ trước rồi là các cái này thì em chỉ bán giải mã thôi. Nên cái này thì em chỉ là test thêm cho các anh thôi nhá. Còn em sẽ không bao chạy những cái chức năng này đâu. Đấy. Ok. Vâng. Đấy. Đấy. Tín hiệu đưa ra công suất vẫn có bình thường này, anh thấy chưa? Đây nhá. Đây hai bên loa này. Em sẽ gỡ từng loa ra cho anh xem nhá. Đấy. Một loa bên này vẫn có đúng không? Đấy nhá, vẫn có công suất bên này bình thường này. Đấy. Em bỏ bên này ra, em cho bên này vào nhá. Đấy. Ok chưa? Đấy nhá, cả hai bên đều có đúng không? Đấy nhá. Đấy. Đấy. Ok nhá, thì là hai loa đều lên bình thường nhá. Đây. Đấy. Đấy thì đấy là tín hiệu của CD là ok này. Đấy nhá. Em sẽ bỏ cái CD ra trước ạ. Đây còn anh muốn sử dụng cái đường quang này, anh sẽ ấn cho em cái input này chuyển nó sang cổng container digital này. Đấy. Cổng digital như này. Đấy, thế nó lên tín hiệu thôi. Anh lưu ý nhỉ. Bọn này nó sẽ như này này. Đây. Anh nhìn này, bây giờ hiện tại em vặn volume lên nó không có tiếng, anh thấy không? Không hề có tiếng nhá. Cái đấy UN7 này để dùng chuẩn nghe nhạc để giải mã ra tín hiệu âm thanh nhé, thì anh phải để nó sang là chế độ stereo cho em này, được chưa? Thì thứ nhất đây là chuẩn stereo này, là chuẩn để nghe nhạc. Đấy. Nếu anh để sang các cái chuẩn mono này hoặc là theater này là các chuẩn cho xem phim thì nó sẽ không có tiếng đưa ra xuống âm ly được nhá. Đấy. Lưu ý để đúng stereo cho em. Đấy. Đây, tín hiệu đang ra âm ly bình thường này. Em nói phải, nó trái, có hết nhá. Ok chưa? Đấy nhá. Đấy thì đây là tín hiệu đưa xuống âm ly này. Người bỏ người ra đi. Lời thế bay theo gió, gió ơi gió bay cạn thôi từ đây còn nói năng gì. Đấy. Ok chưa? Vâng, đây nhá, bây giờ đây, tiếng từ đường quang trực tiếp ra này. Này bạn tiếng lên có tiếng bình thường này. Cái volume này nó dùng cho công suất nhá, nó dùng cho công suất của chính con UN7 này. Còn các anh muốn to nhỏ âm ly thì các anh phải to nhỏ từ âm ly của anh nhá. Chứ nó không liên quan gì đến cái volume ở đây nhá, kể cả em bạn nhỏ hết volume thì em bạn ở đây vẫn có tiếng bình thường này. Được chưa? Đấy. Nó không liên quan đến volume ở trên này nhá. Đấy. Đấy.
Ok này. À, công suất ra bình thường nha. Để em test nốt cho anh đường điện thoại này. Đường điện thoại trên cùng đấy nhá. Anh cắm đường trên cùng cho em này. Nó có đường trên là có tên là đường Nai. Đấy. Mua cái dây điện thoại về cắm điện trực trên cùng cho em. Đấy. Sau đó kết nối với điện thoại nghe nhạc thôi. Đây nha, em đang mở một cái đoạn nhạc ở trên YouTube này. Giờ muốn chuyển sang đường này, anh hãy ấn nút input ở đây và chuyển sang đường có tên là Ni Ne này. Bạn đây này. Được chưa? Từ xa tôi về đấy, những cái này thì nó cũng sẽ làm cái bộ chuyển được xuống dưới âm, dưới điện thoại dưới âm đi được nha. Đây à, anh thấy chưa? Tuy nhiên cái này nó không phải giải mã nhé, giải mã nó chỉ là từ đường quang ra AV nó phải giải mã thôi, còn từ điện thoại xuống dưới nó chỉ đơn giản là một cái bộ gọi là tiếp tín hiệu xuống dưới này thôi, nó không gọi là giải mã nhé. Đấy, điện thoại vẫn có bình thường nha. Đấy. Ok vâng nhá. Thì con này nó chạy ok nha. Thì là bây giờ em sẽ đóng hàng để chuyển đi cho anh. Mọi thông tin chi tiết anh hãy liên hệ cho bên em theo số điện thoại là 0966 594581 giúp em. Vâng, em xin chào anh và xin gặp lại anh ở trong những video theo bên em. Vâng.